liên quan vụ việc chiếm đoạt sim điện thoại để trục lợi hàng tỷ đồng. Ngày 2 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng liên quan. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác của bà NHTT sinh năm 1984 quê Đồng Nai về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch làm giả chứng minh nhân dân, đóng giả bà đến cửa hàng Viettel để thực hiện đổi sim điện thoại của bà, đăng ký nhận mã OTP ngân hàng chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Theo đơn tố giác, sáng 1 tháng 12 năm 2021, bà T phát hiện điện thoại bị mất sóng nên liên hệ tổng đài. Nhân viên tổng đài cho biết sim điện thoại của bà đã bị khóa và đã được cấp mới lại. Cửa hàng thực hiện việc cấp lại sim có địa chỉ trên đường Lạc Long Quân, quận 11. Ngay sau đó, bà T phát hiện toàn bộ số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng đã bị chuyển đi cho các tài khoản lạ dưới hình thức chuyển khoản trực tuyến. Bà T khẳng định bà không phải là người yêu cầu cấp lại sim và thời điểm đó bà vẫn giữ chứng minh nhân dân bên mình. Sau khi bị kẻ gian thực hiện 25 lần giao dịch chuyển tiền trực tuyến, tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng qua các tài khoản tên Trần Minh Toàn và Nguyễn Thanh Phong, đến ngày 2 tháng 12 năm 2021, bà T đến các ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, đồng thời đề nghị các ngân hàng cung cấp lịch sử giao dịch tài khoản Internet Banking của mình, tuy nhiên chỉ có một ngân hàng cung cấp. Bà T sau đó gửi đơn đề nghị cung cấp thông tin đổi SIM đến công ty cổ phần bưu chính Viettel, đồng thời trình báo sự việc đến PC02 Công an TP.HCM. Theo người phụ nữ này, kẻ gian đã thực hiện nhiều yêu cầu như đăng nhập, xác thực khi đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần, lấy lịch sử tài khoản, lấy danh sách tài khoản, nạp tiền điện thoại bằng thiết bị iPhone. Đến ngày 11 tháng 10 năm 2022, Viettel Post có văn bản trả lời bà T rằng nhân viên thực hiện cấp đổi lại SIM tại cửa hàng Viettel trên đường Lạc Long Quân. Quá trình thực hiện cấp đổi SIM mới, người yêu cầu đã cung cấp đủ giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đăng ký thuê bao. Hệ thống của Viettel nhận diện trùng khớp nên nhân viên thực hiện việc cấp đổi SIM theo đúng quy định. Về việc dữ liệu camera mà bà T yêu cầu cung cấp, Viettel Post cho biết không còn dữ liệu camera tại thời điểm cấp đổi SIM của bà T. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.